Hôm nay Xuân Mai làm cái clip này để kêu gọi mọi người chúng ta đừng có cấu xé vào câu chuyện của chị Lam và đừng sâu xé vào chị nữa. Bởi vì bình thường từ bữa đến giờ mình coi cái chương trình Sao Ánh Hào Quang đó, mình thấy được cái người nghệ sĩ để thành công, để tồn tại, để có thể được đứng vững, họ đã phải hy sinh rất là nhiều cái và mình rơi nước mắt cùng với họ. Thì bây giờ mình cũng thấy không cần phải lên chương trình Sao Ánh Hào Quang, mình cũng thấy được để có thể tồn tại chị Lam đã phải cực khổ như thế nào để có được một cái chỗ, một cái sân khấu, một cái lịch để bút diễn. Chị Lam đã phải chấp nhận nghe cả cái nước Việt Nam và nhiều nước nữa chửi bới như thế nào để ngày mai chị còn được tồn tại. Do đó đừng có cấu xé chị nữa, tội chị lắm. Để có thể được tồn tại, chấp nhận hết trơn mọi cái nhục nhã, mọi cái mà biết là nó sẽ ghê và tởm lắm nhưng vẫn chấp nhận làm. Cho nên giờ mình đừng có cấu xé để mai mốt mình khỏi khóc cùng với chị. Bữa giờ em đâu có cấu xé gì đâu, em nói là thôi để cho chị Lam, chị lớn rồi, để cho người lớn lên tiếng, mình không có lên tiếng. Nhưng mà em sực nhớ lại là dân miền Nam của mình hay có cái câu là mũi dài thì lái chịu đòn. Cho nên là mình biết những anh chị lớn sẽ không bao giờ lôi con nhỏ đó ra để nói nó không tốt. Và những anh chị lớn đó không làm thì tại sao em được quyền làm? Em được quyền làm cái clip này tại vì chị Lam, chị nghĩ chị là một người đàn chị của tất cả. Cho nên chị được quyền nói xấu những đứa em, chị được quyền công kích những đứa em, thì em có lý do gì em được quyền không nói động tới chị? Chị ơi, dân miền Nam của tụi em á có một cái câu như vậy nè: cha làm thầy sao con đi đốt sách. Khi mà nhắc đến một cái gia đình nào đó có một cái nỗi đau hay là một cái gia đình không tốt, người ta lại nói cha làm thầy mà con đi đốt sách. Thì những ngày vừa qua không phải là cố tìm mà là thông tin của chị nó trôi trên mạng nhiều quá, cho nên buộc lòng phải xem. Thì đau lòng lắm khi tôi xem được một cái thông tin cha của chị á, ngày xưa đi ăn cắp nhạc của người ta để người ta la làng lên mang nhục, thì bây giờ cha chị đốt sách. Tôi là hy vọng chị có thể làm thầy, nhưng tôi kéo qua thêm nữa thì tôi lại thấy toàn là Thanh Lam bị bắt ghen không. Thì cha đốt sách mà con cũng đốt sách thì chữ nghĩa gì đâu, văn chương ở đâu để mà chị có thể can đảm mở miệng ra mà nhắc đến hai chữ học và hành. Chị ơi, dân miền Nam và dân miền Bắc như thế nào tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là những người nào ở miền Bắc mà đã biết đến Xuân Mai thì sẽ phải biết một đứa miền Nam nó yêu miền Bắc như thế nào. Và chị thấy chị từ ngoài kia chị chửi vào đây cả cái miền Nam, nhưng chị thấy tất cả những người ở miền Nam mặc dù theo đánh giá của chị là không có học, nhưng họ không bao giờ sâu xé hay lôi kéo một người nào khác ngoài chị, không có một cái sự tôn trọng rất lớn, chứ không như chị mà quơ đũa cả nắm. Và nếu như đã nói là quơ đũa cả nắm thì mình sẽ không phân biệt gì hết, mình cứ gom chung lại với nhau. Thì tôi đánh giá đến thời điểm này, chị có biết cái vị trí của chị đang đứng ở đâu không? Chị đã chiếm được chỗ đứng của thằng Tùng Sơn rồi đó, cái con bóng thúi tha đó đó, mà nó làm cho chao đảo cả hai miền Nam Bắc trong một thời gian vừa qua. Nhưng mà chỉ có giới trẻ tham gia, giới trẻ nói nó những lời này, những lời nọ, những lời kia, những người lớn không để ý, con nít mà. Nhưng với chị, từ nhỏ tới lớn đều phải thốt ra những cái lời mà tôi nghĩ chị có thể gom lại hết để làm thành cuốn kinh chị đọc. Vị trí của chị hiện nay nó tụt xuống nằm sau Hồ Sơn luôn á. Chị có biết một điều, tự nhiên những chị em chuyển giới hay gọi một cái từ là không có học luôn á, BDH Đam Ma ở Sài Gòn, BDH Đam Ma ở miền Nam, với những người rất là lạ, nhưng họ cảm nhận là không hiểu sao Xuân Mai nó thương mình quá. Thật sự cái này là có.
và tôi cảm thấy tôi thương họ dữ lắm. Những lần tôi được nghe họ hát, những lần tôi được chứng kiến họ hát, tôi cảm thấy thương họ dữ lắm. Khi tôi nhớ về một lần tôi nghe chị hát ca khúc Một Cõi Đi Về, chị hát thua những con bóng đám ma bạn tôi xa lắm. Tôi nói thật, và chính vì lẽ đó tôi thương rất nhiều những chị em hát đám ma, hát hội chợ, hát lô tô ở miền Nam. Tôi thương họ lắm. Và chị hát thua xa họ. Tại sao cho tới bây giờ chỉ có những diva đó thôi, và không có thể xuất hiện thêm một diva nào nữa hết? Có bao giờ chị nghĩ một điều, nhìn vào tấm gương của chị, nhìn vào những gì diva Thanh Lam đã làm, mà họ rất là sợ khi ai ghép cho họ cái chữ diva. Họ sợ bị quơ đũa cả nắm, và họ sợ họ bị suy nghĩ giống như chị, cho nên họ rất là né cái từ diva. Chị hiểu thêm một cái hướng đó đi, chị sẽ sáng đầu óc và chị sẽ bớt thốt ra những cái lời tôi không dám nói. Chị quơ đũa cả nắm, nghệ sĩ miền Nam đa số là thất học, những đứa đó như thế này nọ kia, và tôi xin được giấu tên, nhưng mà tôi nói cái trường hợp này ra là mọi người cũng sẽ xác nhận là đúng. Năm ngoái thôi, có một tờ báo đọc về một người nghệ sĩ lão thành rồi đó, nghệ sĩ cải lương, năm nay bà đã 70, không, những năm trước mặc dù đã 70 tuổi nhưng hàng đêm bà vẫn đạp xe đến những quán ca cổ để hát và lấy 100 ngàn, 150 ngàn tiền cát-xê đi về để bà sinh sống và nuôi mẹ già của mình. Và vài tháng sau, nghệ sĩ đó lại gom đi bán từng bộ đồ, từng bộ đồ, từng bộ đồ cải lương, từng bộ đồ tuồng cổ đó để lấy tiền sinh sống. Với một người nghệ sĩ, cô ấy rất là nổi tiếng, cô ấy có thể nói là tôi đang rất là khó khăn, tôi đảm bảo nghệ sĩ miền Nam sẽ giúp đỡ hết lòng, hết mình, nhiệt tình, mà có thể là số tiền giúp đỡ ấy sử dụng tới chết luôn cũng vẫn còn. Nhưng không, bán từng bộ đồ để ăn. Tôi nghĩ chắc cũng do thất học, cho nên cô ấy ăn một hộp cơm cũng phải sạch, mà hai hộp cơm cũng phải sạch, mà không còn cơm cũng ngậm miệng lại cho miệng nó sạch. Mặc dù đã quá già rồi, chứ không phải là còn trẻ, tay chân còn khỏe, mà lại đi kiếm cơm bằng cái kiểu chứng minh cho người ta thấy mình như vậy. Ok. Và ngay tới thời điểm này, những cái gì dấu ấn của chị để lại cho công chúng được gì? Những bài hát một thời nghe cũng rất hay, tôi không đạp đổ những cái đó của chị. Nhưng chị sống bao nhiêu năm trên sân khấu mà chị hát được bấy nhiêu bài hát đó, thì chị có thấy một sự thụt lùi không? Tôi nghĩ là hai sự thụt lùi tụng dương nó đá xoáy chị đấy, mà chị không hiểu, chứ không phải nó đá vào đây đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, những cái gì chị để lại cho khán giả được cái gì? Ngoài sự xấu xa, gớm ghiếc, tệ về cái chuyện đàn ông đàn bà, không có muốn nói đến cái vấn đề này, xoáy mạnh quá vào gia đình của người ta, xoáy mạnh quá vào những cái cá nhân của chị. Nhưng tôi nghĩ chị nên xem những cái đấy đấy. Tại vì sao? Học ăn, học nói, học gói, học mở là những cái học đầu tiên, những cái học cơ bản mà chị còn không có nữa. Thì chị học cái gì? Tôi không biết. Chị ơi, tôi muốn nói về chị nhiều lắm. Tôi muốn nói về chị từ rất lâu rồi, nhưng tôi không dám nói. Bởi vì sao? Chưa hiểu hết về cái con người đó, chưa hiểu hết về cái sự việc đó. Mình nói, người ta thấy mình ngu á.
chẳng thà đừng nói để người ta tưởng nhỏ đó, có thể nó biết có thể nó không biết, nhưng nói ra để người ta thấy rồi ngu quá trời. Chị đừng có đem những ngày tháng học ở trường, chị được học, chị được đào tạo với khoảng thời gian 5 năm, 7 năm, còn đám trong kia không được học hành gì hết. Cái đám kia trong kia không được học hành gì hết mà nó lại có thể có 20, 30 bản hết. Với chị dạy cái con người chị xoáy vào não chị 5, 7 năm được có 3, 4 bài hát thì chị thấy người ta ở đây và Tùng Dương nó đã nhận định chị thụt lùi tốt ở dưới đó. Chị ơi, tự nhiên không muốn nói nhiều về này, cái vấn đề này, bởi vì trong đầu tôi nghĩ là một chị thanh lam đến bây giờ có tuổi rồi thì chắc chắn không có những ca khúc mới, tôi cũng vẫn sẽ nghe những ca khúc cũ, tôi cũng vẫn sẽ yêu mến như tôi đã yêu mến rất nhiều chị Hồng Nhung, nhưng xin lỗi chị không được như vậy. Và tôi nghĩ sau chị rồi thì cái từ diva không ai dám đụng vào đâu, đụng vào người ta liên tưởng tới diva Thanh Lam, chị hiểu không? Tôi mạnh dạn tôi nói những lời đó bởi vì sao, chị hùa vào nghệ sĩ miền Nam, những người thất học, chị đụng vào rất nhiều người và những người đấy cũng là những bậc tiền bối của tôi không à, cho nên tôi mới nói. Và tôi nói chị nghe nè, trong một cái clip nào đó tôi có nói tất cả chị em mình dù nổi tiếng hay dù không nổi tiếng, dù đứng trên sân khấu là ông hoàng hay là diva hay là kéo màn hay là soát vé, thì tất cả chúng ta ăn cơm của tổ thì đều là con chung của tổ. Thì chị cứ nghĩ đi, bà mẹ nào vui khi con hai nó không ưa thằng ba, bà mẹ nào vui khi con năm với thằng sáu đánh nhau. Chắc chắn một điều, không tổ nào cho chị lọc, không tổ nào cho chị tồn tại, không tổ nào cho chị hát được khi mà chị đã đạp đổ hết những thế hệ đóng góp rất lớn, rất nhiều cho âm nhạc của Việt Nam. Chị cứ nghe ca khúc Một Cõi Đi Về của chị hát, rồi chị sẽ thấy chị đã làm cho âm nhạc Việt Nam nó thụt lùi như thế nào. Và có cần đối chứng về những lời tôi nói, tôi sẽ up cho chị, up lên Facebook hoặc up lên YouTube cho chị xem. Bóng đám ma, bóng bạn tôi, bóng đình, bóng miễu hát rất hay, rất chuẩn. Bóng đám ma mặc đồ không đẹp, bóng đám ma mặc đồ rất là chợ búa, hát một bài hát người ta vỗ tay, người ta cho được 10.000 đồng bạc thôi, nhưng người ta nói nó có tài, chứ không như chị hát một cái bài hát đó cả toàn bộ khán giả trong ngoài nước xoay mặt với chị hết, vì không biết chị đang theo cái trường phái trù hay trì trú hay là cái gì đó. Nói chung là đã từ rất lâu một cái sự kinh tởm và ghê gớm, nó làm cho tôi giật mình khi tôi nghe đến chữ diva Thanh Lam. Tôi nghĩ là chị không bận đến mức độ chị không được xem lại những cái clip mà người ta up về chị hoặc là chính tay chị up lên YouTube, nó vẫn còn nằm hết trên đấy mà. Chị không bận đến mức chị không được xem lại những cái đó đâu. Và nếu như chị đã được xem rồi mà chị vẫn không thấy được cái sai của chị thì làm gì chị thấy được cái sai của người khác mà chị lại mạnh miệng chị nói. Chị ơi, bớt mở miệng ra để người ta cảm nhận chị chỉ là một cái nơi để người ta bỏ chết. Em nói xả chết là không phải, xả chết là giải trí, các cái bỏ chết là giống như bỏ rác ấy. Buồn buồn đọc chửi dài ba câu tự nhiên thấy nó vui, tự nhiên đất đâu xuất hiện một cái con mà nó làm cho mình có thể tuôn 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 ra hết những cái lời mà nặng nhẹ cay đắng đấy, mà không có ai bình nó cho ai cũng nói mày nói gì đúng, mày nói gì đúng, mày nói gì đúng. Chị là một cái nơi bỏ chết của tất cả mọi người. Hy vọng rằng những cái lời nói này có thể tới tai của chị, và hy vọng rằng
một mình tôi có thể xây được một viên gạch và 1.000 người nữa sẽ có thể tẩy được cái não của chị. Và chúng tôi muốn thấy được một Thanh Lam hát lại những bài hát bình thường thôi, chị đừng có thêm sờ vào nữa. Tôi sợ chị sợ lắm, chị hiểu không? Hy vọng rằng tất cả nghệ sĩ miền Nam sẽ dùng những lời nặng nhẹ, thật lòng, cay đắng, tất cả nghệ sĩ miền Nam, và cũng có rất nhiều khán giả miền Nam, rất nhiều nghệ sĩ miền Bắc, và tất cả khán giả miền Bắc nhân dịp này sẽ chung tay lại tẩy não và cứu sống lại một ca sĩ Thanh Lam. Có đôi lời mong chị nghe như một cái sự thiện chí. Tôi muốn kéo chị lên từ một cái vị trí nằm sau có bóng tùng sơn lên lại vị trí bình thường. Và tôi muốn mọi người thấy một Thanh Lam hát ngang bằng với một ca sĩ đám ma ở miền Nam của tôi, chứ không thua nghệ sĩ đám ma của miền Nam tôi đâu. Tôi nói, tôi có dẫn chứng, cần tôi up clip cho chị xem. Và đặc biệt, thời gian đã qua đi không thể trở lại. Chị hát được câu đó rồi thì chị đừng làm họ đào bới về những cái xấu xa, những cái thối tha của con người mình lên nữa. Chị đừng để như mấy đứa con nít mấy bữa nay nó cứ hát là thời Lam đã qua đi không thể trở lại. Ok, tôi là một người không biết hát cho nên có thể tôi hát được cái chuyện kiểu đó, còn chị biết hát chị đừng có làm như vậy, nó ghê lắm. Người ta tưởng đâu là chị nhát, chị hù gì người ta, chứ người ta không nghĩ là chị đang hát. Bỏ liền. Ok.